Xin chào anh em, mình lại giới thiệu với anh em một cây guitar acoustic của Yamaha, chất lượng tốt, hàng thương hiệu cao cấp nha anh em nha, mà giá thì rất là rẻ luôn anh em. Đây là cây Yamaha FG430A series rất là cao nha anh em nha. Ngoại hình cái đàn anh em nhìn nó rất là đẹp nha. Mặt trước nó đẹp, mặt sau nó hơi nước xước nha, nó cứng nhẹ cho nên mình thanh lý giá rất là tốt luôn anh em. Bình thường anh em mua những cây như thế này khoảng tầm 5 triệu mấy nha, nó đẹp ngon lành luôn. Còn cái này nó đẹp được mặt trước, mặt sau nó hơi lướt xước, lưng nó vẫn đẹp luôn anh em nha, lưng vẫn đẹp luôn. Anh em nhìn thấy cái máy, cái điện thoại mình quay không, đó nó bóng láng vậy đó anh em. Ở đây nó bị lướt xước nè, hai vết bên này với bên đây nhẹ thôi anh em, chả ảnh hưởng gì đến chất lượng đàn. Đàn mình vẫn bảo hành cho anh em đầy đủ cho nên anh em cứ yên tâm mà chơi thôi. Ở đây nó hơi chấm vài vết nhỏ xíu, lát quay gần luôn cho anh em coi nha. Còn khóa là vẫn là khóa Yamaha zin theo đàn luôn. Để lướt xước đàn đã qua sử dụng mà một vài vết lướt xước anh em mình bỏ qua dùm cho nó nha. Còn lại thì nó tuyệt vời nha anh em nha. Mặt tớp tuyệt vời, cần phím thì ngon. Anh em có thể nâng ngựa hoặc hạ xuống tùy ý mình nha, ngựa nó còn rất là nhiều luôn. Khóa thì rất là đẹp, khóa của Yamaha còn rất đẹp luôn. Cần phím thì êm mà âm thanh nó thì tuyệt vời luôn anh em. Âm thanh của series này, cây này, đời này luôn, rất là hay nha. Giá mình đang bán là 2.800.000 nha anh em nha. 2.800.000 nó khoảng bằng một nửa cái giá gốc của cái đàn thôi, một nửa giá gốc của cái đàn thôi. Bình thường là cũng là đàn đã qua sử dụng nha anh em nha, chứ không phải là đàn mới nha. Đàn mới nó còn cao nữa, đàn mới nó cao dữ lắm. FG430 đẹp ngon lành, chất lượng tốt hết, không có vấn đề gì để nói nha anh em. Đàn này là nguyên zin 100% nha anh em nha, và hoàn toàn không một chút lỗi lầm, ngoài những vấn đề lướt xước mà mình đã nói với anh em thôi, còn lại chất lượng đàn là tốt hết nha anh em nha. Coi tổng quan cái đàn đây, tổng quan cái đàn đó, đẹp hết anh em ơi. Rồi mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em coi. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi anh em coi gần mặt tớp của đàn nè. Mặt tớp thì đẹp ơi là đẹp luôn anh em, đẹp hết luôn nha anh em nha. Mặt tớp là mặt trước của đàn á, đẹp hết nha. Tem đàn đây anh em, Yamaha đó. Đẹp. Cần phím thì rất là êm luôn anh em, cần phím thì rất là êm nha. Để em xoay cho anh em coi Yamaha. Đấy. Cần phím này đó. Yamaha à, thấy không, cần phím rất là ngon nha. Khóa của đàn, khóa logo Yamaha là đầu nó hơi xước miếng anh em thấy không, còn cần nó thì đẹp, lưng đẹp luôn đó. Cái chỗ lướt xước mà mình nói với anh em nè, này là vài chấm nhỏ nhỏ nha, đây nè, lướt xước cấn miếng, lướt xước đây, đây cấn miếng lướt xước ở đây chứ, đoạn ở đây đó, vậy thôi nha. Còn lại là nó ngon, nó đẹp, nó chất lượng hết nha anh em. Rồi đo các sành cho anh em coi, dây số 1 đây, dây số 1 là đẹp nha anh em, chuẩn nha, thấp hơn mức chuẩn xíu luôn. Dây số 6 cũng đẹp và thấp hơn mức chuẩn chút xíu nha anh em, mình chơi nó sẽ êm tay hơn á. Âm của đàn thì nó tuyệt vời anh em, ở cái mức tuyệt vời luôn. Mình test cần phím cho anh em nghe nha. Cần phím ngon lành nha anh em nha, không rè, không tẹt, không lỗi phím nào hết nha. Âm của đàn cũng như mình nói với anh em, âm của đàn thì nó tuyệt vời lắm anh em, rất là hay luôn nha. Mình rải vài hợp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm mộc của đàn. Anh em một cái âm nó ngân không, dữ dằn không, tiếng
tiếng rất là thanh nè, nên đúng không anh em, rất hay luôn, chất lượng cực kỳ là tốt luôn, giá thì quá rẻ anh em, 2.800.000. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.